Bà Thạch Thị Xuân cho biết con trăn trên do con trai bà và vài người bắt được tại khu vực bờ kênh rồi đưa cho bà Xuân mang đi phóng sinh. Lo lắng con trăn khi phóng sinh bị người khác bắt ăn thịt nên bà Xuân đã giao cho lực lượng chức năng tiếp nhận con trăn trên đưa về cứu hộ. Lực lượng kiểm lâm xác định đây là con trăn đất nặng khoảng 10 kg, dài khoảng 3 mét, thuộc nhóm 2B trong danh mục động vật rừng nguy cấp, quý hiếm.